Dạ con xin kính chào cô chú trên cộng đồng mạng ạ. Dạ cái clip hôm nay thì con nói về ông bà tòa te hay cô chú ha. Thì cô chú thấy rồi đó, cái kênh Chương Giáo Muốn Chờ Neo mỗi ngày lại gần ngay trên cái chỗ ông tòa te buôn bán để coi cập nhật tình hình ông tòa te có phải như những gì mà cái tụi YouTube dơ nó đưa lên không, nó tâng bốc ổng không cô chú. Nhưng mà hoàn toàn ha, ngược lại nghe cô chú, ổng chả có làm cái gì hết, ổng cũng chả có buôn bán cái gì trên cô chú. Mỗi ngày khi mà ổng hẹn với thằng Bình Định ngày nào, giờ nào, tháng nào đó lại quay ổng như thế hay cô chú, thì ổng đi mua cam trước rồi hả, ông đẩy ra quay xong rồi cái ông để đây đó, ông đi vòng 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 vậy đó, rồi ông không có ở chỗ đó bán đâu. Nói chung là ông không có bán cho ai hết, ông chỉ bán cho Mạnh Thường Quân và bán cho ông Bình Định thôi cô chú, với trông chờ ông Bình Định mỗi ngày là giải cứu thôi. Nhưng mà ông Bình Định đó, nó một hai ngày nó mới lợi, thì những cái ngày ông Bình Định không có lợi đó cô chú thì ông ơi không, ông không có buôn bán gì hết, ông đi chơi đó, đi vòng 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 vậy đó cô chú. Thì con hỏi cô chú đó có phải là siêng ăn biếng làm không, rồi ổng có đẩy xe đi đâu bán đâu đó, ổng chỉ để chân một chỗ đó vậy đó, rồi ổng đi đi thiên khơi vậy á, đi gọi đầu xong hay tới giờ thì lại quay quay chừng 5-10 phút 20 phút vậy đó, rồi xong là nghỉ đó cô chú, không có bán cho ai hết và cũng không có muốn bán cho mà khách giảng lai gì hết. Tại vì ổng suy nghĩ khách giảng lai thì mua cũng có 1 ký 2 ký thôi, nên là ổng đâu cần bán đâu, ổng chỉ cần bán cho ông Bình Định cái giải cứu hết trơn, giải cứu hết trơn vậy đó cô chú. Đó, tối ngày chỉ trông chờ và hy vọng Mạnh Thường Quân giải cứu, rồi bữa nào ha Mạnh Thường Quân không giải cứu ha, rồi bữa đó ông Bình Định không lợi ha, hoặc là lợi trễ đó, bữa đó ông Bình Định nó lỡ hẹn đó cô chú ha, thì trời ơi mặt ổng sụ xuống. À, bữa đồng phút nghe năm chuồng chó lại quay, chắc ổng kêu phút nghe năm chuồng chó lại quay đó, coi có ai giải cứu không. Tại vì bữa đồng Bình Định nó lỡ rồi, nó lỡ nó về không kịp nên là không có quay. Trời ơi cô chú ơi, nhìn cái bản mặt của ổng nghe thấy tội lắm cô chú, nói không ra tiếng nghe, nói cái gương mặt hay muốn khóc muốn miếu gì đó. Nói chung là hài diễn hài mà cô chú đó, ổng tự xưng danh ổng là danh hài tòa te, danh hài tòa te gì khán giả của con ở gần nhà ổng á cô chú, nói là ổng hay là đóng vai quân sĩ á, lúc mà ổng còn còn trẻ đó cô chú, ổng đi theo cái đoàn gánh hát á, cái đoàn là Sóng Giang á, là sáng dông đó cô chú, đó ban đêm hát cái sáng là dông mất tiêu rồi đó, ở đây ăn cho người ta chọi đá chọi gạch. Rồi cái đầu cái ha, ổng đóng vai quân sĩ mà giờ cái đầu không ai biết ổng về danh hài tòa te vậy trơn cô chú. Giờ cái ổng lên trên cộng đồng mạng ổng nổ, mà ổng tưởng đâu ổng nổ gì thôi đi, không ngờ ra những cái người mà cùng trang lứa của ổng ở xóm ghiền của ổng là người ta biết, người ta điện cho con đó cô chú, nói ông đó là ổng chỉ đóng vai quân sĩ ha, rồi xong thôi đi ra ngoài giữa ruộng này nọ chỗ mấy cái hộ mà nghèo nghèo đó, đi đi y gan cô chú nào coi phim Đất Phương Nam đi đó, những cái đoàn hát giống như vậy đó cô chú đó, hát gọi đầu không có đèn không có gì trơn vậy đó ha, rồi vừa làm quân sĩ rồi vừa làm bán vé nữa đó, rồi người ta hỏi quân sĩ đâu thì ổng dạ đó, ổng đóng cái vai vậy đó cô chú, vậy đó ha, mà ổng lên ổng nổ ổng là ông danh hài, ông nghe mà mắc cười vậy đó cô chú. Với cái bản tánh cha con này thì y chang cô chú ơi đó, cái tội là tội làm biếng, cái tội siêng ăn biếng làm. Con nói cô chú nghe gì nè, nó ông tòa te đó đã cái anh mà chủ nhà đó, vợ chồng anh chủ nhà đó, người ta cho ở không có tốn tiền, thì người ta thấy tội nghiệp rồi người ta cũng tạo công ăn việc làm, thì sẵn ở đó có chỗ để cái xe đó bán đó, rồi đẩy vô nó cũng gần luôn đó, người ta tạo điều kiện vậy đó rồi ha, rồi xong thì sẵn đó thì bán giùm ta cái xe vừa đi, rồi có làm sao đâu đó. Rồi tại sao mà người ta bỏ hết trơn tất cả đồ đạc này nọ cho ăn ngủ ở không này nọ, không có tốn gì trơn đó, rồi thì rửa xe nữa, rửa xe thì chia đôi thì vậy đi, rồi á gắng mà lo làm đi. Như vậy là người ta đã thương tình, người ta đã tạo điều kiện dữ lắm rồi đó, dữ lắm rồi đó cô chú. Người dân mà mình là cái gì của người ta đâu đó, nhưng mà tại sao người ta dám cu ma, người ta tin tưởng mình như vậy đó, người ta đặt niềm tin và hy vọng gì mình quá nhiều, tại sao mà luôn luôn lúc nào cũng làm cho người ta thất vọng. Thì cô chú thấy rõ ràng không, nó bà tòa te cũng vậy đó, bán cho nhỏ bán cơm gì đó rồi khen trời ơi kêu là mẹ không hà mơi mốt mẹ về ngoài Bắc ở với con đi đó, trong khi đó giờ người ta đang ở Sài Gòn ta buôn bán, rồi người ta nói cái miệng rồi không lẽ không được, nó vậy đó mà cũng tin, trời ơi tân bốc này nọ ha, rồi bây giờ đó giờ bằng mặt không bằng lòng rồi đó, muốn nghịch nhau rồi, sắp sửa nghỉ đó cô chú, rồi mơi mốt ha nghỉ ha, rồi cái đầu quay qua nói xấu nhỏ bán cơm cho coi đó, nhỏ bán cơm nó nói rồi nó cũng không có làm cái gì để mà bà tòa te mà bà bốc mẻ được nó đâu, tại vì nó buôn bán bình thường thôi, chứ giờ nói gì nó giờ cũng có gì đâu nói xấu, đâu phải đài đọ gì bả đâu.
thì làm giao kèo rồi, từ sáng làm tới trưa, rồi từ trưa làm tới 3 giờ thì nghỉ, hay là tới 8 giờ, 9 giờ gì đó ăn thua mình thỏa thuận. Không có gì mà phải bốc phốt hết trơn thì con cũng nghỉ. Không có chuyện gì để mà bốc phốt nhỏ bán cơm được đâu cô chú. Nhưng mà mình nói ở đây là bà tò te là cách của bà hả, đối nhân xử thế, cách của bà sống là gì để mà bà lên trên cộng đồng mạng. Hả hỏi trời ơi, cô chú nào không tin đấy ha, đi về dưới quê tôi đi, về dưới xóm ghiền tôi đi, đó, hỏi thăm tôi đi, thử coi bà tò te này ăn ở làm sao, đi tới đâu ai cũng thương hết trơn, từ nhỏ người ta cũng thương, rồi từ lớn người ta cũng kính trọng đó, nói cái miệng không nổi. Giờ cô chú thấy đi, nói cô chú thấy thử đi, cái thái độ đi và cái cách của bà sống đi thì cô chú biết con người bà làm sao rồi. Đâu có cần đâu bà to té, đâu có cần mình phải biện minh, mình thanh minh, mình là đẹp và sang, là giàu, là chảnh chẹ gì đâu, không có cần. Đưa lên trên cộng đồng mạng thì người ta nhìn ta thấy hết trơn đó, bà thấy không? Những cái kênh YouTube nào lại quay gia đình bà đó, đó đưa lên toàn là đưa những cái mặt tốt không ha. Nhưng mà tại sao tụi tôi nhìn ra cái mặt xấu của bà? Tại vì cái cách nói chuyện điệu đà của bà đó, cái cách nói mỉa mai, cái cách mà nói mà chề chề đãi đãi, rồi cái giọng cừ hi hí hú hú vậy đó cô chú, rồi nói ha mà chề mà đãi, rồi ánh mắt gì đâu mà con thấy gian gian xảo dữ lắm. Ông bà tò te hay là nói chung là nồi nào úp chung nấy đó cô chú. Ông tò te cũng vậy, ổng đâu có chung thật, bà tò te cũng vậy đó cô chú thấy không? Đó, bà nói chuyện trời ơi, bà he là cái dạng như là cái dạng thanh cao vậy đó cô chú, cái dạng mà đàng hoàng nít na này nọ vậy đó ha. Con đã nói rồi, bà tò te dưới quê bà chữ nát nước hết trơn á cô chú. Nó bên chồng cũng vậy luôn đó, cho đất rồi xúi chồng, ta chưa kịp cho qua tay đó cô chú, rồi xúi chồng về rồi bán rồi xong anh em bên chồng cự lộn chữ rồi bỏ xứ đi luôn. Rồi giờ đó thấy không, cô hổng người ta kêu về mà người ta có kêu đâu, có chính miệng người ta lên trên cộng đồng mạng người ta tuyên bố là ừ tò te ơi mày về đây đi, anh hai cho mày hả cái nền nhà này nọ đâu cô chú. Chẳng qua là tham lam thì nghe cái ông anh hai gì của ông tò te đó là nói với bà già vợ của ông trọng súng đó, bà già vợ của ông trọng súng đi bán vé số đó cô chú. Nó rồi tình cờ người ta gặp thì người ta nói ừ ví dụ đi sau này mà già cả không có chỗ ở thì về người ta cũng cho ở đậu, người ta cho cất được một cái căn nhà như vậy đó, thì tự có tiền thì bỏ ra cất thì người ta cũng cho ở đậu thôi. Dòng đất cát ở dưới quê mà cô chú, thì người ta chỉ giúp vậy thôi, trong khi ông tò te đã có phần rồi. Nó rồi nghe lời bà tò te rồi bán rồi đi lên trên ha, gịch sỏi rồi ở đó. Rồi con hỏi cô chú nè, nếu mà bà tò te bà nói bà tốt, bà ăn ở biết điều này nọ vậy đó, tại sao đó không có nghe bà nhắc gì quê hương của bà chân vậy đó, về bên quê hương ruột của bà cô chú, chứ đừng nói gì quê hương gì ông tò te chân đó, sao không nghe nhắc đi. Nó có khi nào mà bà nhắc anh em mẹ con gì này nọ gì của bà không cô chú? Không lẽ giờ bà không có người thân, bà tự lỗ nẻ chui lên hay sao mà cô chú? Có khi nào cô chú nghe không? Đó thì cô chú cũng tự hiểu đi. Nó gượng nhỏ bán cơm rồi chưa gì trơn, nó lên cái kênh Bình Định ừ than trời ơi, nói mà chề chề rất lắc đầu, cái cô chú không dám nói, nói sợ nhỏ kia lên nó chửi cái cho đội quần luôn. Là cô chú thầm tay chân lỡ hết trơn, làm đứng tối một ngày luôn vậy, từ sáng đến 1 giờ rưỡi, rồi từ 1 giờ rưỡi nó cho nghỉ trưa có 1 tiếng rưỡi, hả tới 3 giờ, rồi làm hả tới 8 giờ. Bây giờ yếu rồi, già rồi đó, làm không có nổi nữa, thôi đi cũng kiếm công chuyện để mà làm cái chuyện khác rồi đó. Thì từ nay tới Tết nè cô chú, đó có phải là mồi chài không? Con nói rồi, bà tò te bà mồi chài. Và có một lần đó, thằng Bình Định nó nói gì nè, nó nói có Mạnh Thường Quân đó, người ta ngỏ ý, người ta cho bà bác số vốn, bà bác làm ăn buôn bán này nọ, rồi bà bác có làm không, có tính gì không. Lúc đó còn e ngại, với lúc đó còn đang mồi chài được cô chú đó, gấp gáp gì đi ra làm chủ rồi người ta không có cho đó, thì vẫn tiếp tục cũng giả bộ đi làm thuê làm mướn cho người ta thương, rồi người ta cho cái này cái nọ vậy đó cô chú đó. Rồi ông tò te cũng vậy, dạy cứu, thấy tội nghiệp dạy cứu đó. Rồi hả, cứ đóng phim này moi được cái chừng nào mà khi mà không còn ai giải cứu đó là mới chuyển nha, là mới chuyển qua nghề khác nha cô chú. Tới đó bà tò te với ông tò te người ta làm chủ nha, không còn ăn mài ăn xin trên cộng đồng mạng đâu nghe cô chú, không còn phải mà đi ở đợ đâu. Còn ông tò te không phải là phải chờ vào sắc mặt ha của ông Bình Định mỗi ngày lại giải cứu đâu nghe cô chú. Lúc đó ha, cái mặt ông tò te với bà tò te ha, con nói đi trên đọt cây không vậy đó cô chú, cũng chẳng khác nào trọng súng đâu, nó toàn là đu dây điện gì không à, ngồi trên nóc nhà chửi cha người ta chửi xuống mà cô chú, chứ không phải hiền đâu. Lúc kia mà nếu mà nhận cái lời giúp đỡ của Mạnh Thường Quân nào bên kênh Bình Định nó ra buôn bán tự làm chủ thì đâu có mồi chài được như hôm nay được số vốn đó đâu cô chú. Cho nên là không, chừng nào mà bắt hết trơn được rồi và gạt hết được rồi và không có còn mồi chài gì được nữa đó thì chuyển hướng làm chủ ha. Đó, lúc đó là ông kiếm cho tiền, cái ông nào hứa hẹn gì đó cô chú cho số vốn làm ăn đó. Thấy cô chú không, thấy bà tò te cao thủ không? Thật sự ra là bả là mới là cao thủ võ lâm đó cô chú, còn ông tò te
Tuy rằng á ha là ổng á giả khùng khùng điên điên rồi ổng cãi bướng này nọ không nghe lời theo bả, nhưng mà thật sự mà khi mà cái ống kính không còn quay nó đi, bà tò te là bả lên làm chị đại đó, đố cha thằng tò te không nghe. Bà ta là mấy là cái người á là cái người chùm cúi á, đứng sau lưng đó cô chú, biết sao không? Đứng sau lưng á để dằn xếp, để năn nỉ, để bả tạo dựng một cái hình ảnh ha là người phụ nữ đẹp trong lòng khán giả ha, là một cái người đàn bà ha đó, yêu thương chồng con, lo lắng chồng con này nọ vậy ha cô chú. Nhưng mà thật ra bả là người chỉ đạo trọng súng và ông tò te đó làm theo cái sự chỉ đạo của bả đó cô chú, chứ không phải hiền đâu cô chú thấy không. Bây giờ con nhắc sơ sơ đi, có những cái thước phim đó là Bình Định Lợi quay rồi xong ha, lúc đó ha là thằng trọng súng ở dưới không có tiền này không có tiền nọ đó, rồi cái đầu ha đóng nhà trọ này nọ vậy đó ha, nói chung là chỉ diễn thôi đó. Rồi xong cái đầu cái Bình Định đó nó vô tình đi, nó hỏi rồi bà có cho nó không đó, lúc đó là chưa có xi nhan nghe cô chú, cái đó, bà nói chung là bà không nói, bà lắc lắc đầu cái bà hư hư vậy đó cô chú. Đó làng Bình Định nó biết rồi, nó nín, nó đâu nói. Thật ra là tiền bà gửi gì giữ cho nó, chả có mạnh thường quân nào mà núp lùm mà giấu tên gì chân cô chú. Người ta cho, người ta giúp đỡ thì đó là một cái chuyện tốt. Còn cái chuyện á là khán giả hay là các kênh phản biện có thích người ta hay không thích thì không có quan trọng, miễn người sao á mà người ta giúp đỡ được một cái người nào đó thì thôi. Thì ít nhất á là người ta cũng phải tự hào, người ta cũng phải hãnh diện, thì người ta ít nhất á cũng cho người ta nêu cái tên của người ta lên, là anh A, anh B hay thằng Tí, thằng Tèo gì đó, nó giúp đỡ thằng trọng súng, chứ có gì đâu mà mạnh thường quân giấu tên, giấu tên toàn là mạnh thường quân núp lùm không à. Thì con hỏi cô chú đó, rồi mạnh thường quân núp lùm đó là ai, có phải tự tụi nó tự diễn rồi tự bỏ tiền ra rồi tự mồi chài này nọ không cô chú, chứ ai đâu mà mạnh thường quân nào mà cho mà không có kêu tên tuổi này nọ, ai đâu mà chịu cô chú. Như cô chú chịu không đó, nếu mà cô chú chịu thì đâu có cái câu chuyện mà phanh khui những cái YouTube dơ ăn chặn tiền từ thiện. Cô chú gửi về đi đó 100-200 đô đó, rồi người khác gửi về 100-200 đô cái xong, rồi người khác gửi nữa 100-200 rồi cái xong, cái nó lấy lên một nồi tiền đi ha, cái nó nói nè tiền này của mạnh thường quân núp lùm đó. Rồi con hỏi cô chú mạnh thường quân núp lùm đó là ai, có phải là tất cả của chúng ta không? Thì cô chú nghĩ là của cô chú, con nghĩ là của con, rồi người khác nghĩ là của người khác, rồi vậy cái số tiền kia đó không có minh bạch đó, rồi đi về đâu đó phải không? Đó là cho nên là có cái câu chuyện mà bóc phốt những cái YouTube dơ, những cái YouTube bẩn ăn chặn tiền từ thiện là gì đó cô chú, là không rõ ràng, không minh bạch. Còn mình rõ ràng minh bạch, chị A anh B này nọ cho 100-200 này nọ thì đọc lên thì người ta theo dõi ha, thì người ta biết người ta có sử dụng số tiền của người ta rồi đó. Còn có những người ha tham lam đó, giấu ẹm lại một người nào đó, chỉ cần một người thôi thì người ta nghe, người ta không có tên người ta tức, nên là người ta mới tố cáo. Là bằng chứng là tất cả những cái mạnh thường quân từng giúp đỡ đó cô chú, bây giờ qua cái kênh anh Tân Lang Thang Sài Gòn đó, người ta nói lên đó, người ta giúp đỡ này nào nọ nọ vậy đó, nhưng mà có khi nào đó kêu cái tên người ta lên đâu. Rồi bà tò te đó cô chú thấy không, nói đó, nói bà sống trời ơi này nọ biết điều biết chuyện, ông tò te là ổng á là chết làm thần gì đấy ha, chứ hả gì đức hạnh gì tề le, chứ nói chung là những cái câu từ của ổng sử dụng không đúng, và con cũng không hiểu ổng nói gì đâu cô chú. Nói chung á là ổng giả khùng giả điên để được lòng mạnh thường quân, để được lòng khán giả, và những cái việc làm sai trái của ổng á là ổng chỉ cần nói lên một câu ổng khùng khùng, ổng điên điên là rồi đó, là coi như là không có trách nhiệm gì trơn cô chú. Nó như á cái vụ đi, cái vụ mà hai vợ chồng của canh chủ quán kia cho ở đi, thì mình nói đi cô chú, bây giờ vì tình vì lý thà thôi đi, tao mày cho tao ở tao mang ơn đi, rồi còn tất cả cái chuyện gì đi là tao không hứa nha. Đó thì thà nói thẳng như vậy đi, để người ta biết, người ta bảo quản tài sản của người ta cô chú. Có đâu ổng ở đậu nhà người ta, ở chung một nhà luôn đó, mà cái xe cam ổng đẩy vô, mà cái xe dừa kế bên ổng không đẩy vô, thì con hỏi cô chú vậy đó, gia đình của ổng đó có biết điều hay không, bà tò te có biết điều hay không? Bây giờ mình đổ thừa ông tò te khùng khùng điên điên quên đi đó, còn bà tò te sao bà không nói bà khùng luôn đi đó. Cái giai đoạn này nè là bà nên giả khùng giả điên giống tò te luôn đi, để mình khỏi có chịu trách nhiệm gì trơn vậy đó. Rồi bây giờ trời ơi, tôi đi tôi nói với cô chú đó rồi, cô chú đó tội nghiệp, tại sao không ở này nọ, đi chứ không có ai đuổi tôi đâu à, nghe tôi tự đi nghe, tại vì tôi sợ bây giờ đã mất hai cái giọng rồi đó, rồi tôi sợ mất thêm cái gì đó, tôi không có tiền thường này nọ đó cô chú. Nhưng mà hả cái chị chủ quán đó, người ta nói
khi lại ở cũng không biết điều, không nói với người ta một tiếng, chỉ nói với ông chồng thôi nghe cô chú, rồi khi đi cũng vậy luôn, cuốn gói ra đi, chỉ nói với anh chồng thôi, còn không có nói với người ta một tiếng nào hết trơn á. Mình nói đi cô chú, dù người ta cho mình ở một ngày hai ngày đó là cũng là người ơn của mình. Mình ra đi á thì mình cũng nói cho người ta một tiếng này nọ đi, dù mình không thích á, mình ghét á, nhưng mà mình để trong lòng đi đó, mình đừng có thể hiện cái này á cô chú thấy không, rõ ràng là thể hiện là ra mặt luôn đó, không ưa gì vợ chồng nữa đó. Tại sao á mà mày nói nặng nói nhẹ vợ chồng tao đó, trong khi đó cái xe của mày thì mày có trách nhiệm mày đẩy vô, còn cái xe cam của tao thì tao đẩy đó, còn cái giỏng của mày thì mày giữ đi giờ mất đó, đó này nọ vậy đó. Nói chung là không hài lòng với vợ chồng của cái người mà chủ quán nha cô chú, cái người mà cho ở đậu cái chân cái chỗ rửa xe đó nghe cô chú, không hài lòng đó. Thì cô chú ơi, người ta nói như vậy có đúng hay không? Sẵn ở đó đó, đẩy xe cam thì đẩy xe dừa đi, trong khi cái xe dừa của người ta trị giá gần 20 triệu, nó còn ông tò te cái xe, cái xe cam của ổng, cái xe chuồng chó của ổng nó để nhốt 1 phút cái năm chuồng chó đó có mấy triệu hà, mà ổng quý như vàng, còn của người ta đó ổng coi như là đồ bỏ, mà trong khi đó người ta đang cu mang vợ chồng ổng, người ta cho đó điện nước nôi này đủ ăn ở miễn phí hết. Nó như vậy đó, rồi con hỏi cô chú có biết điều không? Hỏi mà lên trên cộng đồng mạng, trời ơi vợ chồng tôi này nọ sống mà biết điều, về dưới quê tôi đi hỏi đi, ừ về dưới quê đi hỏi đi, người ta chữ nát nước dưới kìa. Đó, thậm chí cái chú kia ha là kế nhà luôn đó, từng chơi chung với ông tò te luôn, từng gặp mặt nói chuyện luôn đó, cách có mấy căn thôi đó. Đó, người ta lên người ta nói đó ha, mang nhục chưa, ở đó bị đặt tự tân bốc tự đưa mình lên quá cao. Tôi nói hay, bà tò te này với ông tò te này đó chỉ là ba xạo ba sự thôi cô chú ơi, thật ra là không phải như những gì mà vợ chồng ổng bả nói đâu. Nếu ổng bả nói như vậy thì đâu có người người ta lên người ta bốc phốt vợ chồng đâu, mà cô chú thấy đi, nội cái cách ăn ở thôi đó, ở người ta đã cỡ tháng mấy hai tháng nay rồi cũng khen ra tích mắt đó, tới rút cuộc đi nó đi thấy không, đi không nói người ta ăn tiếng nào trơn vậy đó, rồi đồ đạc của người ta bỏ đại như vậy đó, rồi giờ đổ thừa mất hai cái giỏng dù. Bây giờ mình đặt lại cái câu hỏi, hai cái giỏng dù đó là có thật sự mất hay không, hay là đi đâu, hay là ổng diện cớ, hay là ổng mồi chài mạnh thường quân, ừ thằng chủ này nè nó đuổi tôi gì này nọ vậy đó, cho nên giờ tôi phải mướn nhà trọ đó, có phải không, gieo tiếng ác cho người ta không cô chú, cho nên mình phải đặt cái câu hỏi lại trước khi mình giúp gia đình ông tò te trọng súng nha cô chú.